Thưa quý vị, sáng nay tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15, thay mặt chính phủ trình bày báo cáo tình hình kinh tế xã hội, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái cho biết, chính phủ đã tập trung triển khai các nội dung cụ thể của chế độ tiền lương mới, tích cực triển khai công tác sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái cho biết, tính đến hết năm 2023 đã dành được khoảng 680.000 tỷ đồng để thực hiện chính sách tiền lương mới sẽ triển khai từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Bên cạnh đó về các chính sách xã hội, trong thời gian tới, chính phủ sẽ mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, mở rộng và nâng mức trợ cấp xã hội, xây dựng phương án điều chỉnh tiền lương tối thiểu vùng, hoàn thành sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 trong tháng 9 năm 2024.